Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một mẫu tinh thể thạch anh dạng hoa đá. Đây. Rất nhiều tinh thể nó li ti nó kết lại thành những cái u, những cái biếu trông như là các cái hoa đá trong tự nhiên. Dòng thạch anh trắng nha. Đây là mặt sau của đá. Tất cả những cái chi tiết ở đây nó đều là nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Bề ngang của mẫu này nó là 20 cm. Chiều cao từ điểm rộng cao nhất này xuống dưới này là 12 cm. Tổng khối lượng đá của bên này nặng là 2,5 kg. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 630.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có nhu cầu muốn mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Bên tôi giao dịch với khách hàng thì có hai hình thức. Một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu rút cho tôi phí ship. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các video mới nhất. Mà hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa xếp lên các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.